Mến chào các bạn. Hôm nay là thứ bảy, Kim Ngân đến nhà thờ Công giáo Việt Nam ở Florida để chia sẻ với các bạn nhà thờ Công giáo tổ chức đón xuân như thế nào. Và bây giờ mới 5 giờ nhưng mà tất cả các xe đậu ở đây đều rất là đông. Thì Kim Ngân sẽ bắt đầu đi vô trong đó để coi là nhà thờ tổ chức Tết giáng Tết ở đây như thế nào. Thì Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn, đây là nhà thờ The Epiphany of the Our Lord Catholic Church. Đó, đây là cái nhà thờ mà người Công giáo Việt Nam đã mượn nơi đây để là thờ thờ đạo Chúa, thờ Phượng. Và ở đằng sau công viên này sẽ là có tổ chức Tết. Kim Ngân không biết là có linh đình không, nhưng mà Kim Ngân chưa có nghe gì hết, không biết là mấy giờ thì họ sắp vào tổ chức. Thì ra là Kim Ngân sẽ đi vào trong đó và chia sẻ với các bạn. Hôm nay Kim Ngân mặc áo dài nhưng mà hơi bị chật nên là Kim Ngân không có chia sẻ với các bạn. Như là bây giờ là Kim Ngân phải đi ra đằng sau coi là có ai chưa vào tổ chức như thế nào. Kim Ngân chưa có thấy nhạc y xèo gì hết. Thì đây là Ngân chia sẻ với các bạn. Chào Đức Mẹ. Đây là Đức Mẹ, khuôn viên của Đức Mẹ. Có bông nhãn thọ nữa đó các bạn. Đó là bông nhãn thọ đó. Và đây là bông của Christmas. Và đây là bông nhãn thọ. Rất là đẹp ha. Thì Kim Ngân tiếp tục đi ra đằng sau coi nha Kim Ba. Ngân sẽ chia sẻ với các bạn đằng sau coi là họ đã tổ chức chưa và họ đã chuẩn bị có gì chưa. Sớm quá thành ra chưa có cái gì hết, chưa có cái gì hết nha các bạn. Happy New Year 2020. Kim Ngân nghĩ là Kim Ngân đi quá sớm thành ra chưa có gì hết. Nhà thờ tổ chức rất là quy mô nha các bạn, rất là lớn. Còn có lễ đằng sau này mà Kim Ngân không biết. To the Lord. Thank you.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this all and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of." Thưa các bạn, nhà thờ đang làm lễ tối thứ Bảy. Sau đó thì cái sẽ tổ chức Tết. Thành ra Kim Ngân đang giữ lễ. Kim Ngân quay chia sẻ với các bạn ở cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Florida. Okay. Different. This is in middle of the mass in the Vietnamese Catholic Church in Florida, Tampa. I just share with you. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed Apostle Joseph, her spouse, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng đã tha cho nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chướng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you,"
look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord Jesus be with you always. Most prosperous spirits. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Sự tranh chấp và giết chóc lẫn nhau. Xin Chúa hãy dành giữ con chiên của Chúa trong tay Chúa. Amen. Kính thưa các bạn, lễ sắp xong rồi thì bây giờ Kim Ngân sẽ đi một vòng chia sẻ với các bạn những gian hàng của người Việt Nam buôn bán đồ ăn như thế nào. Sau khi lễ này thì Kim Ngân sẽ kết thúc video và Kim Ngân sẽ đi vòng vòng. Đây là những người già và cũng đi tới đây để mà tham dự lễ cũng như chia sẻ với lại cộng đồng Việt Nam ở đây. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Thưa các bạn, đây là những gian hàng bán đồ ăn Việt Nam cho nhà thờ. Các bạn thấy những đứa trẻ mặc áo dài, Kim Ngân cũng mặc áo dài bữa nay, là mấy giống gia đình mặc áo dài. Và đây là những cờ Công giáo và đây là những gian hàng tổng hợp 2. Thì gian hàng tổng hợp 2 buôn bán bánh cuốn chưa có ra nha các bạn. Tổng hợp 2 thì bán bánh tét, bánh chưng, bánh tét có giá hết đó các bạn. Đây là giá nè, bánh tét, gỏi cuốn, nhân thịt, tất cả những cái món ở đây đều có giá hết. Các bạn thấy bánh tét, bánh chưng của nhà thờ. Đây là, và đây là tiệm phở, ngân hàng phở, một tô phở thì $9. Ok, cháo lòng, cầu bông. Trâu lòng cầu bông đây, gian hàng phở đây là trứng lộn, gian hàng trứng lộn, ok. Đây là gian tổng hợp 1, gian hàng tổng hợp 1, bán đủ thứ bán, cà chua. Đây là gian hàng của người cộng đồng trong cộng đồng của Việt Nam làm để mà gây quỹ cho nhà thờ đó các bạn, bánh kẹo Thanh Bình. Bột chiên chợ quán, bún bò mù rớt, đây là quán bún bò mù rớt ha, rồi nước mía Viên Tân, và đây là có chụp hình, ở đằng kia là chụp hình Tết, và chỗ này thì là bán vé số để mà sổ số trúng, và đây là cây cảnh để chụp, các bạn thấy đây là cái cảnh Tết để chụp ở đây. Chụp ở đây.
nhậu, bia, giải khát, quả dụng sơn, tất cả những đây là những gian hàng heo rừng phố núi ha. Và đây là chúc mừng năm mới, nhà thờ có là một cái nhà tranh để mà phúc là dưa leo, có pháo, thịt mỡ dưa hành, câu đối, thịt mỡ dưa hành câu đối đó, cây niêu tràn pháo, bánh chưng xanh, ok, chúc mừng năm mới. Pháo, có khế, phải không? Thơm, bưởi, tỏi, ớt, rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp, vạn sự như ý. Bưởi, đây là bưởi. Bưởi. Có cây chuối nữa các bạn. Đây là cái bắp chuối và cây chuối. Rất là đẹp. Cao, chuối, bưởi, cà, dưa hấu, xoài. Đây là chanh dây, đây là những trái chanh dây đó các bạn. Chanh dây. Thì đây là cái mái nhà chanh với cây trái, ngũ quả đầy đủ hết để chia sẻ với các bạn. Ok, bây giờ nhà thờ đang rước lễ, thành ra Kiều Ngân đã chia sẻ với các bạn đầy đủ. Những gian hàng đằng kia là cho những đứa trẻ chơi, người ta sẽ làm lên những cái gian hàng của đứa trẻ cho con nít nó chơi giải trí đó các bạn. Ok, bây giờ xin kết thúc video ở đây và kính chúc tất cả mọi người ở quê hương chúng ta một năm mới 2020 an lành. Happy Lunar Year, Happy New Year for everyone. I'm gonna end my video right here. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới an lành. Ok, đây là Tết ở hải ngoại thì mỗi năm đều sẽ thay đổi và sẽ có tiến triển hơn, không có đây là ở nhà thờ. Ngày mai Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn ở cộng đồng Việt Nam, còn ở đây là ở nhà thờ thôi. Ok, xin chia sẻ với các bạn, xin kính chào các bạn. Chúng con kết thúc ngay chỗ kết thúc ở ngay chỗ cây niêu. Đây là cái cây niêu, các bạn có thấy cây niêu không? Đó là cây niêu ở trên cao, cây này là cây niêu đó. Ok, cái gì cũng có hết các bạn, cái gì cũng có thể mừng và chào đón, cái gì cũng có hết. Xin chào các bạn nha, chào các bạn. Kim Ngân đang ở chỗ nhà thờ Công giáo và Kim Ngân đã hơi ấm và là Kim Ngân đang đứng đây nướng thịt đây thì Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn là Kim Ngân đang nướng thịt để mà phụ giúp cho nhà thờ. Thì Kim Ngân sẽ quay cho các bạn thấy là Tết Việt Nam ở Mỹ như thế nào. Anh kia tên gì vậy? Thắng. Ok, đó là anh Thắng, cũng là một người phụ Kim Ngân đang nấu nướng ở đây. Và đây là những cái thịt mình sẽ chuẩn bị nướng cho để mà bán cho nhà thờ đó. Đó, đây là thịt đó, và còn đang nướng thì Kim Ngân đang nướng để mà để lên trên. Đây là thịt đang chuẩn bị nướng để lên trên nhà thờ. Chào em. Thì đây là bên đây là cái đội nướng gà nướng. Bên đây là gà nướng. Dạ, okay. Yeah, bên đây là đội gà nướng. Đây là anh chàng. Hơn 40 năm từ Nam Phong quê mẹ. Quê mẹ nướng gà. Mỗi ngày đội gà nướng. Lòng nhớ quê hương. Mẹ có hay chăm lòng các bạn con là Tết. Chúng ta như thế nào? Mẹ nhất lòng Tết Việt Nam cho các bạn. Là bên đó là đang nướng chuối, đó là cộng đồng Việt Nam ở tiểu bang Florida. Đây là tiểu bang Florida đó các bạn. Kim Ngân đang thủ cái vai là nướng thịt, nướng nệm nướng. Bạn thấy đây là cộng đồng Florida.
Đây là cái thời gian hàng đang đang nướng, nem nướng, thịt nướng. À, chỗ này là đang nướng gà nướng đó các bạn. Okay. Thì Kim Ngân đang cái thủ gia là đang nướng thịt nướng đó. Đây là thịt nướng đây. Và đây là nem lá lốt, bò lá lốt nướng. Ok, chia sẻ với các bạn. Chúc bạn một cái Tết vui vẻ và an lành. Bye bye. Các bạn, bây giờ là Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn, đây là behind the scene tức là Kim Ngân đang nướng thịt đây. Đây là đội ngũ nướng thịt của Kim Ngân ở trong nhà thờ. Mình làm việc từ thiện. Anh tên gì vậy? Anh phỏng vấn anh luôn. Anh là anh gì? Anh hả? Anh Thanh. Dạ, yeah, đây là anh Thanh. Thắng. Ồ. Oh. Đây là anh Thắng, cũng làm việc từ thiện, thiện nguyện luôn, đi chơi. Anh mới qua đây thôi, anh mới Việt Nam qua. Anh ra là đi lễ nhà thờ rồi người ta nhờ nướng thịt luôn. Đây là làm việc từ thiện đó. Thành ra là Kim Ngân cũng vậy luôn. Đây, Kim Ngân. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Đó là đây là những cái đội ngũ của nhà thờ đang nướng thịt. Còn bên này là mình đang nướng bò lá lốt nha các bạn. Đây là bò lá lốt đó. Và đội ngũ của mình đang nướng. Đây là anh Minh. Anh Minh chào. Chào tổng, chào cả nhà nha. Thành ra là bây giờ Kim Ngân sẽ đi một vòng để quay cho hết cho các bạn thấy là cộng đồng Việt Nam ở nước Mỹ như thế nào ha. Nhà thờ, đây là nhà thờ thôi. Mừng lễ Tết. Ok. Alright. Dear friends, I'm gonna share with you. Chào anh. Anh xin phỏng vấn anh tên gì vậy? Tên Dũng. Anh tên Dũng hả? Ok, đây là anh Dũng thì đang phụ trách cái món bò lá lốt của nhà thờ Việt Nam mình. Ok. Bây giờ là mình sẽ đi. Sẽ chia sẻ với các bạn nha. Đây là gian hàng. Gian hàng của cộng đồng Việt Nam đang bán bò lá lốt đó các bạn. Ok. Các bạn thấy vui không? Nhậu nhẹt. Đây là giải đầu đất. Ai mua, các bạn mua vé số. This is the lottery. If you buy the ticket to support the church, then you got a winner. You win that car. And I just walk one way around to show you how that go for everybody.
Đây là gian hàng bán bắp của cộng đồng Việt Nam đã hết rồi. Ok, bán đã hết rồi đó. Đây là gian hàng bán chả giò, chả giò với lại chuối chiên nha các bạn. Đó là gian hàng bán chả giò với chuối chiên. So, cháo lòng, đây là gian hàng cháo lòng. Ok, cháo lòng rất là ngon. Mai Thanh Vân, bác sĩ Mai Thanh Vân đang nói. Công chuyện đầu năm, tôi xin mời về tin tức. Một năm nghe một lần nhất.